Chào cả nhà, hôm nay là mình giới thiệu sầu riêng đi sáu nhà mình nè. Mình lấy sầu này là ở trên huyện Lắc về, cho nên là rất là đảm bảo và rất là ngon. Các bạn có thèm ăn thì ghé lên nhà mình mua và ủng hộ nhà mình nha. Sầu rất là đẹp và đều trái. Về đây là trái sầu riêng. Mình sẽ cho các bạn xem bên trong trái sầu riêng nó sẽ có những cái gì. Thì đơn giản thôi, trong trái sầu riêng thì lúc này nó cũng sẽ có thịt, có cơm sầu riêng. Đây là mình một trái chín mình đang khui đây nè các bạn. Ủa rất là đau, không dùng bao tay thiệt là ghê luôn. Đây nha các bạn, cơm rất là dày, rất là vàng. Wow, đẹp không các bạn? Đây là trái nhỏ nha, không phải là trái lớn. Nè, cơm rất là mềm, béo lắm các bạn. Cơm rất là dày. Ủa, một trái gì nó có hai muối vậy hả? Và một trái nó có đau, nếu mà dồn thì nó cũng sẽ rất nhiều muối. Đây là trái sầu riêng nhỏ, mà nó đe là trái này là nó dồn muối nè. Sầu riêng này lấy ở đâu vậy? Sầu riêng này là mình lấy trên huyện Lắc. Đây là những cái hộp mình ăn ra, một trái một muối nó gì là cái hộp nó sẽ cỡ như thế này hoặc là nhỏ hơn chứ không có to hơn nữa đâu. Đây là sầu ri sáu, nó sẽ vừa lép, nó sẽ vừa lép mà nó sẽ cũng là vừa hộp, chứ nó không phải là hộp lép chịp mà như là loại sầu riêng Thái hay là sầu riêng hộp lép như bình thường. Là giá bán bao nhiêu ký? Còn hiện tại giờ mình đang bán là giá là 70.000 một ký. Là mình lấy về mình bán. Các bạn có muốn ăn thì liên hệ với anh Sơn. Anh Sơn sẽ mua và gửi cho các bạn. Các bạn muốn ăn. Đây, các bạn nhớ nha. Sầu rất là vàng, rất là đẹp, cơm rất là dày. Rất là dày, thấy không? Mình đâm cái tay rồi lúng vô trong luôn nè, các bạn nhìn đi. Ha. Sầu rất là mềm và béo, ăn rất là ngon. Đây ha, mình tách này nữa nè. Đây. Các bạn thấy ngon không? Muối đẻ không? Đây là một muối đúng không? 2 ba rồi gì? Vậy ở đây là chắc bị lép rồi đó. Có nhưng mà cái muối này nhỏ nằm phía dưới đi. Rồi khỏi bỏ qua đi. Nhưng một trái gì nó bao nhiêu ký? Trái này cỡ nhỏ như thế này thì nó là tầm 1,8 kg. Trái này là 1,8 kg. Còn nếu mà trái như thế này, to như thế này thì tầm 4 kg đổ lại. Hoặc là 4,2 kg. Nói chung là tùy vào trái, nhưng mà đa phần là cỡ 4 kg trở xuống thôi. Tại vì với cái lượng sầu riêng mà cái trái sầu riêng á, 4 kg đổ lại thì nó ăn nó sẽ ngon hơn. Mà cũng vừa với túi tiền của mọi người nữa. Đây, nó cũng có muối lép luôn ha. Đây. Ồ, muối này lấy đẻ hả? Vàng, cơm vàng luôn ha. Đây. Các bạn thấy không? Trái sầu riêng như vậy, bỏ tiền ra ăn quá đáng so với 70 ngàn một ký. Rồi. Mình sẽ tắt lại. Là buổi sáng hay đêm đi chợ bé hả? Cái này mình vừa bán online và mình cũng vừa bán chợ. Ở chợ thì mình sẽ ra bán với giá cao hơn. Hoặc là cũng ấy, như tùy vào ấy thôi, chứ mình cũng bán cả ngày vậy á. Bán ở nhà này rồi mình cũng ra chợ. Mình chạy thuê phim. Vừa bán chợ vừa để nhà bán luôn không? Dạ, đúng rồi. Trái sầu riêng này các bạn. Wow, đẻ chưa? Trái này bự rồi chứ. Có trái còn bự hơn nữa các bạn. Sầu riêng đẹp không? Đều trái hết luôn ha. Cái cây sầu riêng ở đây trái không sai lắm hả? Cái cây sầu riêng ở đây á, là nhà vườn này á, là chỗ em quen, là cái thứ nhất, thứ hai nữa là cái sầu riêng của tây. Nhà vườn đây là ở đâu? Nhà vườn này là ở huyện Lắc, ở Đắk Lắk.
Ở Đắk Lắk hả? Vâng, đúng rồi. Ở Đắk Lắk mình về, nhưng mà huyện Lắk thì phải đi lên nữa. Rất là xe. Rồi thì lên đó thì em vô vườn có coi là thấy là một cây sầu riêng như vậy họ sẽ không để dày như những cái vườn khác hoặc là như thế nào đó. Đây là người ta sẽ tỉa bớt trái đi, sẽ để những trái nào mà chất lượng để lại, rồi sau đó là người ta sẽ thu hoạch ra được những trái như thế này. Có những trái người ta sẽ thấy nó về rồi, người ta cái kinh nghiệm của người ta trồng sầu thì người ta sẽ biết là cái trái đó nó về rồi, nó để đủ cái chất lượng, cái trái đó đủ chất lượng rồi thì người ta sẽ cắt để cho để đem xuống rồi để đó để mà dèo bán cho mình. Còn những cái sầu mà rụng á thì người ta cũng sẽ dèo riêng ra để bán với số lượng khác, một cái giá khác nữa. Sầu cắt thì sẽ là một giá khác mà sầu rụng sẽ là giá khác. Như lần lấy như là bao nhiêu tấn, mình tính tấn là tính sao? Một lần nếu tùy vào cái số lượng mình lấy, nếu mà mình lấy nhiều thì nó sẽ hơn một tạ, còn nếu mà mình lấy ít thì cũng khoảng chừng 50 kg thôi. Nói chung là mình lấy sao thì cũng từ 50 kg trở lên, chứ mình không có thể lấy, tại vì mình buôn bán mà không thể nào mà đường xe đi, tiền xe cước rất là mắc, cho nên là không thể nào mà bán buôn màng kiểu lấy rồi xong hàng không ngon á. Mà sầu riêng này lưu ý nha các bạn, sầu riêng này là mình bao ăn, bao trẻ, sầu sượn, sầu hư thì đen muối hay gì đó thì mình đổi trẻ cho các bạn, còn sầu như thế này là ăn rất là ngon, miễn chê luôn nhớ các bạn nha, ăn rất là ngon luôn á. Mình sợ mập cho nên mình cũng không dám ăn sầu riêng nhiều. Ủa mập ăn sầu riêng nó mập thêm sao? Chủ nhà ăn để không? Chủ nhà thấy với chủ đấy sầu riêng mà ngồi ăn thế với em các bạn không? Mẹ rất là dài. Mẹ rất là dài. Con mình cắn vô thêm một chút nữa nhưng mà nó cũng chưa thấy cái hột luôn nha các bạn. Cơm rất là nhiều và rất là dày. Chị ăn luôn chị. Rồi hẹn các bạn ở video sau. Về bây giờ là mình thưởng thức cái sầu riêng này nha các bạn. Tuy là ăn sầu riêng là sợ mập á. Rồi ăn sầu riêng thôi. Mời các bạn ha. Nè chị. Mới bụng hả? Hồi nãy hôm qua không? Gì vậy? Hôm qua không gì? Không có, con ăn cơm mà đó, ăn cơm. Ăn cho mày nợ một muối. Không có. Mẹ ơi chứ, xem này, chua, cái đắng cái gì. Cảm ơn các bạn đã xem video này, hẹn các bạn ở video sau. Với video sau chắc mình sẽ giới thiệu các bạn về món mắm cục. Bây giờ thì sầu riêng thôi. Bye bye.